Xin chào các bạn đến với kênh cô Hai Dĩ An. Tết năm nay mình sẽ làm bánh in nhân đậu xanh nha các bạn. Và mình có làm thêm mấy cái bánh in là cái không nhân. Các bạn bắt tay vào làm với mình nha. Cái nguyên liệu của mình làm bánh in nha các bạn. Thì mình có nửa ký bột bánh dẻo, còn gọi làm được bánh in luôn nha. Và một quả chanh. Cái này là đậu xanh thì mình đã ngâm rồi 200g. Mình cân cái lúc mà còn chưa có ngâm ha. Và mình 500g đường. Mình sẽ dùng bằng sữa là 200ml sữa. Còn đường để mình bỏ vô trong nhân ha. Mình sẽ dùng lưng nửa chén nước là bằng 150ml nước lọc. Sau đó mình sẽ cho 500g đường vô cho nó tan đường ra ha. Rồi sau đó các bạn cứ để không quậy nữa ha. Bắt đầu mình nấu ha. Trong lúc nấu thì mình đừng có quậy lên. Cái nước đường này nấu nó khó là cái chỗ này nè. Sôi về thì mình giảm cái lửa nhỏ nhỏ xuống bớt xíu. Cho cái sữa đặc vô ha. Rồi mình cho vô, mình sẽ quậy lên. Cho từ mặt đậu lên tới trên mặt nước cách nhau một lóng tay. Thì bây giờ mình sẽ cho vô một xíu muối. Rồi giờ các bạn nấu ha. Nấu tới khi nào đậu nó mềm thì mình sẽ bỏ đường vô. Rồi bây giờ cái nước đường mình nấu nãy giờ cũng còn ấm ấm nè. Thì các bạn sẽ đánh cho tới khi nào mà cái nước đường nó có cát á. Nó bọng bong lên mà giống như là cát mịn vậy đó các bạn. Cát của đường á. Thì giấc đó mình sẽ ngưng ha. Nó quánh cái gì nè. Thì cái bánh mình để được lâu. Và lúc mình làm cái bánh in á thì mình ăn vô có cái dạng như giống là có cái hạt cát rồi đó. Vậy nó mới ngon. Rồi bây giờ mình sẽ vớt cái bọt cái đậu mà nó sôi như vậy mình vớt cho nó sạch ha. Nếu mà mình không có vớt như vậy thì một lát nữa cái đậu mình sẽ dơ, nhìn nó không có được đẹp. Rồi mình để mở nắp như vậy luôn, khỏi phải đậy nắp nữa. Bây giờ cái đậu của mình nó chín rồi nè, nó mềm như vậy. Mình sẽ sên luôn ha, mình không có đem ra xay ha. Cho tầm một muỗng ăn canh dầu ăn. Rồi mình chứa vô trong này luôn. 150g đường mình cho vô luôn. Rồi sau đây mình sên. Thì mình sên lúc này là mình sẽ đảo liên tục ha. Rồi mình sên tới giờ nó cạn như vậy rồi nè. Đó. Thì mình sẽ cho một tí xíu cái bột bánh in vô nè. Bây giờ các bạn sẽ quậy cho nó không còn dính cái nồi nữa là được. Lửa thiệt là nhỏ nha. Chứ mở lửa lớn là nó bị khét á, là không có kịp á, cháy đứt nồi luôn á. Sau đây các bạn sẽ cho một xíu hương vani vào. Nếu mình có hương bưởi thì mình cho vô ha. Mình không có hương bưởi thì mình cho cái hương vani vô cho nó thơm. Rồi đảo lên tiếp. Xào cho tới khi nào mà nó không còn dính chảo nữa, dính nồi này nữa là dạng như nó không có còn dính như vậy nữa là ok. Rồi mình để cho nguội thì mình sẽ bắt nhân ha. Rồi bây giờ cái nhân mình sẽ dò ra nè. Cái nhân của mình nè. Đó, các bạn làm sao mà cái nhân nó dai như vậy nè. Đó, nó dẻo như vậy nè. Nó thơm cái mùi hương vani lắm. Mình sẽ cân nha. Mình làm một cái nhân này thì 50g. Rồi bị chá ánh đèn. Này còn dư xíu 53g. Vẫn được nha. Và cái nhân cuối cùng nó sẽ dư như vậy. Trong mấy nhân trước thì mình làm là toàn bộ là 50g hết. Cái này thì dư được 3g. Nhưng nó rất là dẻo luôn. Đây là tổng cái nhân của nhà mình đây. Mình để như vậy chứ lúc nữa thì mình vẫn lấy ra mình nhồi được ha. Này 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mình được 12 cái bánh nha. Thì bây giờ mình sẽ làm bột. Rồi bây giờ mình sẽ cho 50g bột bánh in vô. Một cái thau
Cái này mình làm nhẹ nhàng thôi nha, cái bột nó rất là nhẹ, nó bay dữ lắm luôn á. Mình sử dụng cái bột bánh in xanh ký này nè, nó chuyên về làm bánh dẻo, bánh in nè, rất là dễ làm và nó ngon nữa. Nó dẻo như vậy nè, nó chảy chậm như vậy là được ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô bột, mình sẽ dò ha. Thì bây giờ mình sẽ rửa tay vệ sinh cho sạch. Đây là cái bột của mình là nửa ký bột, mình đã cho vô trong cái thau sẵn rồi. Giờ mình sẽ rưới cái nước đường lên. Mình rưới lên từ từ thôi nha. Tại cái nước đường sữa này nó có cái màu nó hơi đậm xíu. Rồi các bạn rưới từ từ thôi, rồi mình dùng tay mình sẽ nhồi. Mình vệ sinh tay sạch rồi nha. Làm bao tay khó làm quá. Rồi các bạn sẽ chà như vậy nè. Mình chà cho nó tróc mấy cái này ra hết. Dạng như nó dính cái đường vô á thì nó sẽ bị quấn cục. Rồi mình sẽ nhồi cho tới khi nào cái bột nó ẩm lại ha. Và cái bột bánh mình nó cũng theo cái đường nó ướt nó mịn ra như nè. Rồi mình mới để được lâu được. Nếu mà các bạn nào mà không thích làm bột bánh như vậy thì mình sẽ làm bằng nước cốt dừa. Mình làm bằng sữa thì bảo quản nó hơi lâu một tí. Rồi, mình nhồi nãy giờ này, bây giờ mình bóp thử nha. Đó, các bạn bấn xuống nhẹ thôi là nó bể ra như vậy là được. Còn mà lúc mình bóp mà mình mới buông ra nó bể nát á là chưa có được nha. Bây giờ á mình sẽ dùng cái gây mình gây lược lại cho cái bột nào nó mịn thì nó rơi xuống, còn bột nào quấn cục á thì nó ở lại, thì mình sẽ nhồi tiếp. Rồi mình sẽ lược gây lại ha. Đó. Như vậy thì cái bột bánh của mình nó mới mịn nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái khuôn như vậy nè. Mình dùng cái khuôn tròn nha. Mình cho một tí xíu bột vô trong cái khuôn này. Bột này là bột khô, mình chưa có pha gì hết á. Này, bột nếp khô luôn. Máy ta xung quanh cái khuôn cho nó đừng có dính ha. Rồi giờ mình dọng nó xuống. Bây giờ mình sẽ múc cái bột này vô. Bột bánh in thì mình đã gây xong rồi nè. Đó. Giờ mình ém lại. Bạn dùng cái muỗng hoặc dùng tay cũng được. Giờ mình đường làm mới có điện thoại cho nên mình rửa tay luôn rồi. Mình làm ăn thì mình chỉ ướm chừng được lượng bột thôi nha. Còn nếu mà các bạn làm bán kinh doanh thì mình phải cân nha. Mình cân cái khuôn của mình ra một cái bánh là bao nhiêu. Mình ép cho chặt như vậy thì cái hình hoa văn của mình nó sẽ lộ lên đẹp ha. Rồi, sau đây mình sẽ cho cái nhân vào. Nhân thì mình bọc lại, không thôi nó khô. Mình ép nó xuống như vậy nè. Cái nhân của mình thì mình không có làm cho nó khô quá nha các bạn. Nó dẻo hay gì nè. Đó. Rồi mình sẽ cho bột lên. Rồi mình vẫn ép xuống. Rồi bây giờ mình sẽ đóng xuống nha. Mình sẽ cho vào cái dĩa. Bây giờ mình sẽ nhấn. Mình nhấn một cái mình nhả. Mình nhấn cái thứ hai. Rồi bắt đầu mình sẽ lấy lên nhẹ nhàng thôi nha. Tại cái bánh mình nó còn ướt á. Đây. Đây là chữ lọc.
Này các bạn. Đó. Đây là cái bánh của mình đã làm xong rồi nè. Rồi còn mấy cái khác thì các bạn làm y chang như vậy ha. Rất là dễ làm, không có khó. Nhưng mà bây giờ mình mới đóng ra thì mình đừng có đụng đậy đi. Cái bột mình nó mềm á, nó sẽ bị bể ra đó. Đây mấy cái bánh in của mình đã xong rồi nè các bạn. Nhưng mà bây giờ thì nó mới, mình mới đóng ra xong á, nó chưa có được khô lắm. Cho nên mình phải phơi, phơi khoảng tầm 1 đến 2 tiếng. À, nếu để lâu ngon hơn xíu thì khoảng 6 tiếng thì bánh của mình nó sẽ cứng lại ha. Thì bây giờ nó còn rất là mềm. Và mình làm thêm là 6 cái bánh không nhân. Đây, này là cái bánh không nhân này các bạn. Nè. Chưa nở ăn. Nó còn hơi mềm lắm nha. Đó, cái hoa văn rất là đẹp ha. Thì mình bao đóng mấy cái không nhân này mình để mình ăn riêng. Là do là mình cũng dư cái bột á. Dư bột quá trời luôn. Mình đóng được 6 cái không nhân. Sau đây mình xin kết thúc video tại đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.